tam thập lục nhân. Và có nhiều chỗ khác Đức Thầy nói lập rồi cái hội Long Quang đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, chỉ nhờ ông giải dùm hội Long Quang chúng tôi thành thật tri ân. Kính thưa cô bác, cái hội Long Quang đầu mà đồng đạo hỏi đây đó là ở trong bài Kinh Điển Ca. Long Quang hội anh cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân lôi âm dục khởi kiến gần khắc sơn giấy loạn là sơn nghĩ nghèo. Nơi phía trước treo leo chim khóc đứng sau lưng mình dốc dẫn chim. Nước kia nửa nọ tưng bình thảm cho thế sự lễ đình ngạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm cứ lẫn lơ ngạo biến khoe khoang. Vậy là đó là một đoạn ở trong Kinh Điển Ca, nếu đọc nghĩa thành độc giảng cô bác thì chán quá. Nhưng mà cô bác cũng không cảm chúng tôi vì cái sự việc mà muốn làm cái việc trao đổi qua cái dấu nhiệm màu của Đức Thầy cần phải đọc lại một đoạn thì chúng ta mới thấy ý mà trao đổi với nhau. Còn cái phần sau đó trong quyển 3 lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sát cảnh yêu thảm thương bao tấm chiến chiều ruột đau, đó là trong quyển 3 phải không cô bác? Vì thế ở đây đồng đạo thì muốn biết cái hội Long Hoa, thưa cô bác, ở trong cái bản nội lệ nói rõ là cái mục 2 đó là tuyệt đối không bàn thiên cơ thời cuộc. Thiên cơ là gì? Cái thiên là trời, cái cơ là máy. Cái máy trời đó là không có dám nói, bị cái máy trời không có ai biết được. Mà có biết được đi nữa mà nói thì mang lỗi, mà nói chặt thì có tội, Đức Thầy nói thế vậy đó. Thiên cơ nói trúng thì có lỗi, mà nói chặt có tội. Nhưng ở đây thiên cơ chắc không, chúng tôi không khi nào dám bàn. Nhưng mà cái đồng đạo này nêu lên á, chúng ta nên ghi như vậy có thể là trao đổi được. Long Hoa hội anh cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Vậy thì cái hội Long Hoa này ai lập? Và tại sao lập rồi còn có 36 người à? Tam thập lục tức là 36, thì dân là người là 36 người. Sao chị Hán có hỏi gì không cô bác? Thì các ông đồng đạo này nên giải thích cái tam thập lục nhân là tại sao lập rồi hội Long Hoa còn có 36 người à? Thì chuyện đó chúng tôi trao đổi cái ý thì được. Chứ thật ra thì nếu mà nói chừng nào hội lập hội Long Hoa và hội Long Hoa lập làm sao đó thì chúng tôi thiệt là bó tay vui ngày, không có dám nói chút nào. Tại vì không có biết ngày nào lập hết trơn, làm sao nói rõ như vậy. Mà dù có biết cũng không dám nói, vì nói chúng là có lỗi mà nói chặt có tội đó cô bác. Vì ở đây đó, cũng xin nói thêm một phần. Có người ta la lớn lên, người ta tuyên truyền rằng ta lập hội Long Hoa, chính là trên tỉnh tôi đó. Bây giờ nói rõ, cái xã này là xã Tân Đông thuộc về cái quận Thốt Nốt, về tỉnh An Giang. Còn tôi về tỉnh Thủ Đốc đó, họ lập hội Long Hoa ở tại cái tỉnh tôi mà ở tại nhà bàn nó kế bên là đi vô có bao nhiêu tiền xe đâu, có 15 bạc tiền xe là tới rồi. Nhưng mà họ là kế bên tỉnh Châu Đốc chúng tôi mà họ lập hội Long Hoa, hôm nào đó chúng tôi có lên thuyết trình nơi đó 2 lần. Chúng tôi mới yêu cầu ông họ lập hội Long Hoa đã qua gặp cái thằng Lê Văn Phú này nè. Rồi nói lập hội Long Hoa làm sao đó, rồi có chương trình lập như thế nào đó mà thiệt mà thầy đó lại lập đó không. Chúng tôi cổng ông đó chạy hoài đi la với tiếng đồ với anh em ráng tiếp giờ thầy đó lại. Còn nếu không thì đừng có la lối như vậy rồi nguy hiểm mà nha. Tín đồ Phật giáo hòa hảo không phải vừa đâu, đừng có nói dạt, đừng có nói vui. Hôm nào tôi có lên nói cái chuyện đó rồi, ở đây đồng đạo này muốn biết lập hội Long Hoa. Thôi đừng có biết, bởi vì cái lập hội Long Hoa ở trên nhà bàn đó họ nói rằng thầy mượn xác họ, mượn cái miệng họ về nói lập hội Long Hoa, tức là cái ông đó đó, ông nói vậy đó. Rồi cái người nào đem tiền tới mà dưng lên đó thì có cái bản sách mà nạp tên vô rồi nữa mới vô hội Long Hoa được. Cô bác nghĩ coi, mặt trời gì mà còn dũng tiền chứ. Đức Thầy nói tu mà thì được vào sang cái miền tước là tu dối thế. Còn có chỗ Đức Thầy nó tới với ta cái đem đồ cúng chỉ đem theo 2 chữ thành lòng thôi mà. Nhưng mà bây giờ có người cả gan nói là thầy mượn họ về đây rồi biểu đem tín đồ đem tiền tới nạp đặng là có cái những sách nữa vô hội Long Hoa đặng họ cắt cái gì đâu không biết. Cái cửu trùng đài, thập trùng đài gì đó không biết à, cái đó tôi nghe nói vậy. Nhưng mà lên coi thì mới có 1-2 tuần gì đó chứ chưa phải là thập hay là cửu gì đó. Vì sợ đây nói về hội Long Hoa xin trở lại sợ dài dòng qua mất ngày giờ quý báu cô bác. Đừng có lầm tưởng như đừng có nghe người ta nói là hội Long Hoa mình mừng rồi chạy tới đó nha. Sau cùng có cái phần mà chúng tôi cầu chúc của chúng tôi chúc cho quý vị có mặt hội Long Hoa mà không phải Long Hoa đó à nha. Long Hoa của Đức Thầy à, muôn thu thiên định khắc kỳ hạ ngôn sắc định khai kỳ Long Hoa có một khách nào hoặc làm có một khách à, thầy làm có một khách à. Cái hội Long Hoa gì mà chưa đâu có chừng 90.000 người gì đó họ chết rồi. Cái thế giới này họ về được Đức Thầy chưa về khi hội Long Hoa hết rồi rồi tổ đâu đứng. Thế giới này là bao nhiêu? 2.000 triệu dân. Rồi rồi tất cả các chân linh mà trở về là hội Long Hoa rồi chọn lọc đưa lên quân thánh đức đó rồi. Nếu mà hẹp quá thì làm sao ngồi được. Nó còn một điều nữa đó là mình sẽ mang cái sắt đá này đó. Rồi nghịch ý chính quyền đem bỏ cái bồn cái thanh bành trơn rồi lấy gì đâu lập hội được. Cho nên cái lập hội Long Hoa là Phật lập. Cô bác ơi bây giờ tỏ lại vấn đề đi. Và dòng quá mất hết ngày giờ. Lập hội Long Hoa này là ai lập? Chắc không lạ cho cô bác là ông Di Lặc lập mà, phải không? Rõ lắm, vì Đức Di Lặc lập hội Long Hoa.
Bồ Tát con coi lại Di Lặc, Di Lặc tôn kinh hoặc giả là Di Lặc thượng sanh, Di Lặc hạ sanh, thì quý vị thấy rõ ở trong đó là Đức Di Lặc là Hội Long Hoa rồi đó. Tại sao? Vì ý cứ vào kinh đó thì chúng ta thấy rõ đó, quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật. Quá khứ Phật là ai? Là Nhiên Đăng cổ Phật, có lập cái Diêu Truyền Hội hay là Liên Truyền Hội. Rồi hiện tại Phật có ai lập hội nữa? Phật Thích Ca Mâu Ni lập cái Linh Sơn Hội. Rồi cái tương lai đó thì có ông Di Lặc lập cái Long Hoa Hội. Chỉ có ba ông Phật đó đó, đó là Tam Thế Chư Phật đó, lập ba cái hội đó mà thôi. Chứ ngoài ra không có ông Phật thứ tư nào mà lập hội Long Hoa cho nó. Đừng có nói dối, đừng có nói dạ, tự nhiên mình, anh em mình bình tĩnh, đừng có nghe họ lập hội Long Hoa rồi mình nha. Ai cũng muốn đến hội Long Hoa hết á, đừng khoan chờ thầy về lập hội Long Hoa rồi mình nó tới. Chứ đừng có chạy đùa vậy rồi bị người ta nói gạt mình, ta lấy tiền người ta xài rồi mình nó mang cái tiếng không nên là phản thầy phản đạo đâu, không nên cô bác. Vậy thì Long Hoa hội với anh Tuần mà lập là thầy lập hội Long Hoa là thầy là Di Lặc nha cô bác. Thầy là Phật Di Lặc Lâm Phàm à. Rất rõ như là chúng tôi xin nói lên một cái tiếng nói long trọng của chúng tôi là ban có tông cái lý tỉnh cho đất này dám nói một câu thầy là Di Lặc Lâm Phàm đó là hội Long Hoa à. Để chọn người hiền thảo đưa lên nguồn thánh đức đó. Rồi anh em có thắc mắc gì cứ hỏi ngay chúng tôi. Vì trong cái phút mà trao đổi này không có chi tiết lắm. Nhưng vì thầy là Phật Di Lặc Lâm Phàm đặc hội Long Hoa để đưa chúng ta lên cái nguồn thánh đức thôi đâu mai suốt không biết bao nhiêu. Nhưng mà muốn có mặt hội Long Hoa phải làm sao? Trở trơn cho kịp Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Trở trơn không phải là cái chuyện này. Không phải trở cái chuyện này mà là quay trở lại cái chương chính, đừng có chạy theo cái gì. Cái dục dục nữa, đừng có chạy theo cái tà dạy gian tham nữa, đừng chạy theo điêu hoa tảo trá nữa, đừng chạy theo thủ đoạn biến trá nữa, mà chúng ta mau trở về cái chương chính đi. Ráng ăn ngay ở thật đi, làm hiền lầm thì có mặt hội Long Hoa mà. Long Hoa có mặt ấy là hiền hơn, người hiền nó có mặt hội Long Hoa được. Vì ở đây đồng đạo này hiểu lên mà không có gạch đích rõ là Long Hoa hội anh cần lo lập cho rồi tâm Phật lục nhân là còn có 36 người đó. Biết tại sao mà lập hội Long Hoa còn có 36 người. Vì từ điều này chúng tôi lẽ ra phải ngừng nơi đây rồi để cho qua đề tài khác. Nhưng mà đã lỡ nói ra mà không trao đổi như vậy là cũng một phần thiếu kém và cũng ít kỹ. Mình biết mà mình không trao đổi với cô bác anh chị em để tìm cái biết của anh chị em trao đổi lại mình. Vì ở đây chúng tôi xin thành thật mà nói lên cái tâm Phật lục nhân. Thưa cô bác, rõ là có 36 người à, lập hội Long Hoa có 36 người à, tại sao vậy? Tại vì 36 người này là 36 vị đại đệ tử của Đức Thầy hiệp chứ Đức Thầy để mà lập hội Long Hoa. Chứ không phải lập rồi mà nhân loại trên quả địa cầu mà còn có 36 người. Thưa cô bác, điều này nó không lạ chi, chúng tôi xin dẫn Phật Thích Ca Mâu Ni Lâm Phàm tại Trung Ấn Độ đó, Ngài giảng đạo cho quần chúng nghe 49 năm đó, sau cùng Ngài có cái số tín đồ của Ngài nói ra không hết được, vô lượng tín đồ. Nhưng mà cũng có thập đại đệ tử mà thôi, có 10 ông đại đệ tử à. Rồi truyền cho sơ tổ Ca Diếp, rồi truyền luôn cho Đạt Mã Tổ Sư. Đạt Mã Tổ Sư mới truyền đến cho Lục Tổ Huệ Năng, tức là 33 đời đã nói màu. Thì cũng có là thập đại đệ tử mà thôi rồi, chứ không có khi nào lên được một cái. Đó là cái thời cung cổ. Nhưng mà từ Lục Tổ Huệ Năng rồi đó mà truyền xuống cho tới Đức Phật Thầy Tây An đó. Có ghi ở trong cái Thất Sơn Hồi Niệm rất rõ. Rồi sau nữa, rồi truyền cho tới Tam Tổ ở vùng Thất Sơn đó, cho tới Đức Phật Trùm, cho tới Bổ Sư. Bổ Sư có 24 vị. Thưa cô bác, nhớ kỹ có phải không? Ở bên núi Tượng thì Đức Bổ Sư có 12 ông trò. Rồi qua bên núi Dài đó thì Đức Bổ Sư có 12 ông gánh. 12 ông trò với 12 ông gánh tổng chung là 24 vị đại đệ tử. Tín đồ thì đông lắm nhưng mà đại đệ tử tới 24 vị. Thì là làm sao đi nữa, sự diễn tiến đó đến Đức Thầy phải là 36 vị mới được. Chứ không phải tổng chung 12 người của Phật Thầy với 24 người của Đức Bổ Sư là 36, không phải. Mà Đức Thầy ra đời phải có 36 vị của Đức Thầy. Vậy chúng ta dám tu sao có tên được 36 vị đó nha cô bác. Để được cùng với Đức Thầy mà lo lập hội Long Hoa, bằng chứng là Phật Dương đã chỉ rõ mấy diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho chứng vị xứng ngôi. Đó là những cái bậc đại đệ tử của Đức Thầy à. Để ban cái xứng người vị xứng ngôi, người có đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ba. 36 vị đại đệ tử đã làm cái việc đó với Đức Thầy. Chẳng khác nào khi xưa Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho 56 vị A-la-hán để truyền đạo của Ngài trong lúc đời Ngài còn sanh tiền. Thì chúng tôi xin dừng ở đây, nếu
cái cuộc lập hội Long Hoa nếu còn điều chi mà muốn trao đổi thêm đó, thì dân chủ lên đây trao đổi, còn không thì nhờ ban tổ chức cho qua đề tài khác, sợ làm mất ngày giờ cô bác lắm.